nghe được không? Được, nghe mà. Em đang về Đang nhà, em đang về nhà, đang bom. đang ngồi ấy thì thấy tinh tinh ấy, ống hết tí. Đâu, em đang tính xuống đây, nãy giờ nói nhiều rồi. Nói thêm lao tập trung mổ xẻ cái thằng cha Hùng Điêu Linh ấy. Đấy nó cũng có tí kiến Em thức chào xong bắt đầu nó anh tìm Vương Hùng, em chào chị mới Tuyết Nhung. hả? Hùng Điêu Linh á hả, tay này ở trong nước hay là ở hải ngoại anh? Đây này hắn bảo hắn ở Hải Phòng mà tôi thấy hắn cũng gọi là có những cái tìm hiểu nhất định về các cái thông tin mà hắn cũng thuộc cái loại gọi là đau bụng uống nhân sâm. Mà đọc xong trang 1 thì còn trang 2 người ta khuyên là coi chừng tắc tử, cho nên là hắn chỉ bao giờ hắn chỉ đọc trang 1 thôi, kéo ra là hắn đọc trang 2 rồi. Thế là hắn cứ cái gì trang 1 là hắn nêu hết các vấn đề về trang 1, trang 2 là hắn không bao giờ đọc luôn. Tay này như em cũng có nghe rồi nhưng mà chắc em cũng không để ý, cách nói của hắn cũng như thuộc dạng lên lèo đúng không, hắn nói chuyện Lươn cũng đấy, lên lèo. lươn mấy này nó khôn hơn mình thi một tí đó. Thằng Thi mấy bữa nay là có cái chiêu mà gọi là nói ngược, chiêu nói ngược cũng thuộc dạng ba trợn lắm á, giống như cu tèo vậy đó. Cu tèo cũng chơi chia chơi chiêu nói ngược, té té nước theo mưa các Thằng kiểu. Tèo nó có phải thằng nó đang sống ở bên bộ tộc Lào Đúng rồi, đấy không? nói chung là có một vài tay nói á, nói chung là cũng có đầu tư có suy nghĩ để mà nói, nhưng mà thực tế nó cái vấn đề nói của tụi nó đó là nó muốn quy chụp đó, nó chỉ nó muốn quy chụp thôi chứ không phải là cái vấn đề mà nói để mang tính chất xây dựng. Và những cái thành phần lên đó rõ ràng á là nó dùng nhiều cái lý lẽ, nhưng mà nó chỉ cần muốn là tạo ra những cái hiệu ứng, nó muốn cho những cái thành phần mà ở hải ngoại á, đặt niềm tin vào tụi nó. Tớ thì thấy là Rồi. bọn nó có đầu tư, tớ thấy là bọn nó có đầu tư về công sức về đọc báo, đọc tin tức này nhiều hơn anh em mình ấy, anh em mình Đúng đẻ rồi anh, thì giờ nói gì thì nói, chứ mà muốn kiếm những cái đồng tiền của bọn hải ngoại á, thì nó cũng không phải đơn giản là như vậy. Lên chửi mà thì như cái tay thể phải không, hồi trước là lên diễn đàn tâm thái chửi thời gian, thì cái việc chửi đó thì nó cũng hết giá trị. Cái việc chửi đó thì mới đầu là mới thể với thằng Linh xuống thôi, là lúc sau này có con mẹ gì đó nữa với mấy đứa khác lên nó chửi còn ác hơn nữa, mà nó chửi còn hay hơn nữa, thì đương nhiên cái giá trị lợi dụng của ví dụ như thể với Linh xuống nó lại mất mẹ giá trị đi đấy. Thì giờ mà cái việc mà lên chửi đó nó bão hòa rồi thì bắt buộc rồi bắt đầu lại khai thác tới những cái thành phần bắt đầu nó có cái lý luận hơn chút xíu, thì là nói chung là tụi nó đều có quá trình mà sử dụng cũng như là hại loại hoặc là lôi kéo những cái thành phần khác để nó tạo ra cái tạo cái mới cho cái diễn đàn của tụi nó và tạo ra những cái sự tiến bộ để nó bắt kịp với những cái mà gọi là phát triển của cái không gian mạng. Tại nhiều người lên án chửi bới tụi nó quá thì cuối cùng là nó phải kiếm cái hướng khác để nó khai thác thôi, nó là như vậy. Còn cụ thể anh nói đi. câu chuyện nói chung là bọn nó cũng cứ tồn tại song song với mình, vì khi nào mà rằng là bọn nó gọi là giật dây từ nước ngoài cho nên là nó cứ nói suốt ngày đấy. Thằng nào ngu mà nghe theo nó thì chết thôi. Cái đó thì anh nói là đúng rồi, nhưng mà nó lại giờ anh em mình lên đây nói thẳng ra là thứ nhất á, là về cái mặt được cái gì á, trả được cái gì mà mất á, thì có chứ được á, là không có. Ví dụ mất là cái mất là ở cái chỗ gì không, ví dụ như là buổi tối nay anh lên cái diễn đàn anh cãi nhau với thằng kia, cuối cùng mình nói chung là cãi nhau trên không gian mạng thì đâu có thắng thua gì đâu, nhưng mà hồi nó là mình bực bực ngủ cũng đâu có ngon đâu, thấy không, rồi ngày mai cũng lờ đờ là ảnh hưởng tới công việc là cái mất. Còn cái được là đâu có phải được gì, nhưng mà chẳng qua ở đây thứ nhất là tụi nó xuyên tạc,
Cái thứ hai á, là tụi nó lôi kéo dụ dỗ. Thì lôi kéo dụ dỗ đó thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái xã hội. Ví dụ như là những cái thằng quanh đó là nó bị lôi kéo dụ dỗ như vậy, tiếp tay rồi chống phá đất nước. Chống phá đất nước thì vi phạm pháp luật thì phải đi tù. Mà đi tù á, thì tới lượt là gia đình của nó, con cái nó, thì kể cả vợ con hoặc là nó ảnh hưởng, thì tạo ra những cái tế bào xấu ở trong xã hội, thì nó ảnh hưởng tới thế hệ con cháu của anh em mình vậy thôi. Thì giờ anh em mình chống những cái luận điệu xuyên tạc đó, vạch trần những cái đó, và để làm cho nhiều người hơn không bị lôi kéo nữa, thì cái xã hội ngày càng yên bình, ngày càng phát triển, thì con cái mình nó khỏe mạnh, nó phát triển thôi, nó ok. Chứ còn lại kêu mà anh em mình được tháng ba cụ thì em cũng lại với cái đám mà nó mở miệng ra nó nói được dư luận viên ba cụ, mà nó nói là ở Việt Nam có mấy triệu người là dư luận viên, mà mỗi tháng ba cụ và ăn tính cái tiền đâu mà cung cấp cho những cái thành phần mà gọi là dư luận viên ba cụ đó, đúng không? Nếu cái bọn nước ngoài nó không biết gì, nó bảo là quy chụp cho có dư luận viên ba cụ thì là mình không trách được cái mấy thằng trong nước, mấy thằng giận trong nước nó đu theo nó nói như tổ sư bố như đó. Mấy thằng giận trong nước nó nói bảo là gì nhỉ, có dư luận viên ba cũ đi. Thì đó, ý nói chung là nó nói cái câu đó, nó mục đích nó đạt được hai cái ý. Cái thứ nhất á là nó tôn cái bản thân nó lên, tức là nó đề cao, nó nói mình là dư luận viên, là người của nhà nước đó. Mà nó ý là nó nói là cái diễn đàn của nó là nhà nước Việt Nam lo sợ và cử cái lực lượng của nhà nước vào đó để đánh phá cái diễn đàn của nó, là nó nói là muốn nâng cái bản thân nó lên. Cái thứ hai á, là nó muốn miệt thị, nó là cái thành phần mà chỉ là vì ba cụ thôi mà thức thâu đêm chút sáng để đi chửi tụi nó. Đấy, là nó có hai cái ý như vậy. Mà riêng cái ý nào thì tụi nó cũng là không là cái gì hết. Chứ thực tế là nó thấy rõ rồi, chả có cái gì gọi là dư luận viên ba cũ hết trơn, mà rõ ràng. Mà thôi, cái đám đó thì nó quanh năm suốt tháng thì chỉ như vậy thôi, chứ giờ nó kiếm tiền cả hai bên, anh hiểu không? Cái thằng mở diễn đàn ở bên đó nó cũng kêu gọi quyên góp của những cái thành phần khác để nó mở diễn đàn. Ví dụ anh không mở được diễn đàn, em mở được phải không, thì anh gửi tiền cho tôi đi, để tôi còn nuôi cái thằng kia, để nó xây dựng lực lượng của nó ở bên, để nó chống phá, nó sắp sửa viết bài rồi gửi cho nó này, để nó đăng lên bài, nó truyền bá ở bên đó. Thì bắt buộc là giờ anh cũng cái máu như tôi thì anh đưa tiền cho tôi thôi. Thì anh đưa cho tôi 10 đồng rồi tôi gửi cho thằng kia 2 đồng thôi, còn 8 đồng rồi tôi ăn xài đây. Còn 2 đồng rồi tôi gửi về cho mấy thằng bật bờ là xuyên anh lười làm đó, thì đêm nào cũng lên diễn đàn chửi. Thì anh mà kiểm tra, anh lên diễn đàn thấy thằng đó đêm nào cũng lên chữ khí thế luôn, thấy là rồi nhất trí chống cộng vậy là tốt rồi, thế là tiền anh cứ cung cấp thôi. Nó như vậy nó bên nào cũng có lợi hết luôn. Những cái thằng mà xuyên anh lừa làm ở Việt Nam thì lâu lâu nó gửi cho một vài trăm, thế là hí ha hí hủng. Còn cái thằng phần mà mở diễn đàn như em đây thì cũng lợi dụng được vào cái chuyện chống phá đó để kêu gọi những cái người chống phá gửi đưa tiền cho em để em xây dựng lực lượng, chứ không là giờ không có lực lượng thì sao được. Thì cái đường nào cũng có lợi, chỉ thiệt là thiệt những cái người mà không biết gì bị nó lợi dụng thôi. Câu chuyện là về thực tâm là cái bọn chống phá bên bên ngoài cái kẻ ngày xưa thì nghe nói về kinh phí các thứ thì nó gọi là nó quyên góp rồi là hô hào ấy, nhưng mà mấy cái thằng diễn đàn lẻ tẻ này nó cũng có tiền sao? Cái vụ này là tôi không biết nên là không rõ. Không, nó đều có hết này, nhưng mà nó không có nhiều. Rẻ lẻ tẻ đó. Mấy diễn đàn anh em mình đều biết, là ví dụ như tôi được biết này, là một là cái thằng Đầu Trọng này, hai là cái thằng Tùng Lê này, ba bốn là thằng Tân Thái với thằng Chột, có một cái thằng gì nó bị khiếm thị ấy. Thằng đấy chửi cũng thất đức lắm. Thêm nữa là cái thằng Già Kỷ Niệm này, xem còn bọn nào nữa. Mới đây thằng Tùng Lê. Mới em nói cho anh nha. Em nói cho anh. Để tôi nói nó. Mới đây thằng Tùng Lê nó giới thiệu cho tôi cái diễn đàn thằng Tommy Trần ấy, mấy cái thằng Hoàng Nguyễn. Đấy, thế là thấy lò mặt thằng Hùng Điêu Linh lên cái diễn đàn của thằng Hoàng Nguyễn với này thằng Tô Linh Trần. Rồi,
những cái thằng Quỳnh như là Kỷ Niệm, bên Trương Tâm Thái, thằng Hoàng Nguyễn, thằng Đại Lam Sơn ở Úc, là những cái thằng thế hệ trước và mang tính chất á là cực đoan. Nhưng mà cái thời gian từ lúc mà Đen Nhô nó mở á là nó theo một cái con, một cái đường hướng khác, nó hoàn toàn khác biệt với những cái thằng Quỳnh kia luôn. Và kể cả cái thằng Tony Trần hay gì, thằng mới mở Hai Ba Lai gần đây nè, là nó cũng tương đối như vậy. Và kể cả cái con, cái con mà cái gì Trang mà muốn đa đạn gì đó, cái con đó thì nó lại cụ thuộc dạng nó cũng đi theo tương tự giống như cái đám Tân Thái thôi, nó không có ba trợn bằng nhưng mà nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà còn lại riêng ví dụ như là bây giờ là thằng của thằng Tùng nha, hồi trước là Đen Nhô, nhưng mà giờ Đen Nhô không mở mà thằng Tùng mở. À, anh nên để ý á, riêng Đen Nhô với thằng Tùng á, cái thời gian trước, trước khi nó mở cái live mà gần đây nhất ha, là rất ít mở luôn. Nhưng mà bây giờ nó mở liên tục, từ khi nó mở đổ lại đây á, là mấy tháng đây là nó mở liên tục luôn, không bỏ một đêm nào, và nó có một cái đường hướng cố định như vậy. Và cái đường hướng này là em thấy được là ở cái chỗ cái thằng của Aku đó, là được của cái thằng Aku á, là cái đường hướng, là cái đường hướng hoạt động của nó là cái đường hướng này, là của thằng Đen Nhô. Và kể cả thằng Đen Nhô là nó đầu lạnh bằng thằng Aku luôn, thằng Đen Nhô. Còn thằng Tùng Lê nó cái đầu nó không có lạnh bằng thằng Đen Nhô với thằng Aku đâu, nó thua hai thằng đó, thằng Tùng á. Nên là cái việc mà cái thằng, cái điều thằng Aku á, thằng Aku mà nếu mà nó mở ra thì mọi người biết nó nhiều quá rồi, không có ai tham gia, và lên chỉ có chửi nó thôi chứ không có nói chuyện. Cho nên một cái nhân vật như Đen Nhô thì lên mày muốn nói gì nói, anh muốn nói gì nói, anh muốn nói thoải mái, không can thiệp, để cho anh nói, để làm cái gì, để tạo cái sân chơi, tạo cái sự thu hút đó. Nhưng mà đưa cho thằng Tùng Tôm mấy bữa nay mà thằng Tùng Tôm nó đầu nó, nói chung là cái tôi của nó to hơn tí, thành ra nó còn đầu đất hơn, nó không có lạnh đầu bằng Aku với thằng Đen Nhô. Cho đó là cái cách mà thằng Đen Nhô nó điều hành, nó mở cái diễn đàn nó thành công hơn của thằng Tùng Tôm bây giờ. Nhưng mà Đen Nhô bây giờ có cái điều kiện gì đó mà hắn không có mở nữa. Nhưng mà anh phải đặt ra cái câu hỏi nào, tại sao trước đây nó mở một cái kiểu khác và không có thường xuyên, nhưng mà từ tại sao cái thời gian gần đây á, nó mở liên tục và theo đúng một cái mô típ nó như vậy, nó đi từ đầu tới đuôi luôn. Từ khi Đen Nhô mở tới giờ luôn là có một kiểu một thôi. Còn trước đây á, là hôm nay thế này nhưng mà ngày mai thế khác. Còn bây giờ từ khi nó mở tới giờ là có một con đường, một cái kiểu để mà hoạt động, để mà làm thôi, một kiểu. Cho nên là anh phải đặt ra là sẽ có những cái thành phần ở đằng sau tổ chức cho nó, tạo cho nó cái đường hướng để nó đi. Nên nó phải có tiền bạc, nó phải có tài trợ nằm trong đó, là rõ ràng như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mấy hôm trước ấy là mình cũng rảnh háng nhỏ, phải nói là thật sự là rảnh háng, đang nghỉ việc, thế mà cũng ham hố. Mà tối hôm qua mấy tối hôm kia là bắt đầu mình phải kiểm soát lại mình rồi, chơi gì chơi khoảng 12 giờ là cũng phải té hiến thôi. Nói chung là chơi thì chơi chút vậy thôi, với lại có nhiều cái á, mình cần phải vạch ngay nó, tại ngay lúc đó thì mình lên mình vạch nó xong rồi thôi mình đi xuống. Chứ còn lại dây dưa cái đám này nói chung là thật sự là rất là mất sức khỏe, thì thức đêm thức hôm với tụi nó. Mà cái việc này không phải là mình sẽ giáo dục được nó, và cái vấn đề là nó rất là nhây, nó không bao giờ mà nó trả lời trực diện vào cái câu hỏi của mình, anh hiểu không? Mà cố tình lái theo cái hướng có lợi cho nó để nó kéo dài cái câu chuyện. Là khi càng kéo dài câu chuyện thì cái diễn đàn của nó tạo ra được cái sự thu hút hơn, có đông người theo dõi hơn vậy thôi, chứ nên giảm nha. À, mà tụi nó cũng 8-9 giờ nó mới mở, thì thằng đang trễ thôi, nếu không có điều kiện thì nên chửi tụi nó chơi thôi. Nói chung là những cái thằng phần em thường thường là em chọn những cái thằng phần nào mà em chưa bẻ, gặp những cái thằng anh nó lên nó nói mà em cảm thấy là nó xuyên tạc quá, mà những thằng quanh đó em chưa bẻ lần nào thì em lên em bẻ. Chỉ còn lại những cái thằng quanh mà em bẻ rồi thì có bẻ nữa thì cũng vậy thôi, nó lòi cái bản chất ra rồi, nhưng mà nó cũng đâu có chịu. Như thằng Thi á, mấy lần sau là em lên em chửi nó xong đó,
lần đầu á là nó nói là muốn xây dựng xã hội tốt đẹp này kia nọ các kiểu, đòi hỏi các cái quyền của con người. Em hỏi nó, em dặn cho nó, nói một hồi cái hồi nó là tự nó vả nó luôn rồi, nó im ru luôn, quê luôn, đơ mặt ra luôn đó. Vậy thôi, kể cả Nhân Tùng cũng vậy, em cho nó cứng họng lại chứ, nhưng mà nói tóm lại là nói một lần thôi chứ nói lần sau nữa cũng vậy à. Còn những cái thằng phần nào mà em chưa bẻ nó mà nó xuyên tạc thì em sẽ lên bẻ, nếu mà gặp mà toàn lợi là em đã lên bẻ nó, chỉ vậy thôi à. Mỗi thằng bẻ cho lành là được rồi. Thằng Tuấn Bạc gặp em cay hơn cánh ếch nữa, em thọt cho câu hỏi con câu một rồi em chửi em từ đầu tới đuôi luôn. Mà thằng Tuấn Bạc là ít, cũng ít chửi lắm nha, nhưng mà bữa em hỏi con câu một rồi anh chửi em từ đầu tới đuôi, thọt cho cay lắm, thấy em còm vô là cay lắm. Nào tìm đấy ha, thằng Hùng Điêu Linh ấy, vạch mặt nó nốt ra. Thằng Hùng Điêu Linh ấy nó lớn tuổi rồi, nếu mà đúng ra ấy, nó sinh hoạt gọi là hoạt động với các sinh hoạt bình thường trong xã hội ấy, có khi mình tôn trọng, mình gọi bằng anh, gọi là cái thế hệ tiền bối, vì là dù gì ông cũng tham gia vào lực lượng quân đội rồi, là những người mà đã từng tham gia vào lực lượng quân đội là được anh em mình hay người dân người ta có cái sự tôn trọng và kính trọng nhất định, đúng không? Thế mà hắn giờ hắn này lấy cái mác là đã từng tham gia vào quân đội rồi, xong bắt đầu đưa ra những cái ý kiến gọi là bất mãn này. Thế nó mới gọi là nó mới thu hút được nhiều, nó mới thu hút được nhiều cái bọn là chim lợn ở bên kia đó. Đó, nhưng mà những cái thằng phần nó có hay có tài cỡ nào á, nhưng mà cái sai đầu tiên của nó là anh biết sai chỗ nào á? Sai ở cái chỗ á, là nó chỉ muốn phá chứ nó không muốn xây. Đấy, chỉ có cái vấn đề đó thôi. Giờ anh có giỏi cỡ mấy, và anh phải nên biết một điều, anh muốn cái xã hội nó tốt đẹp thì anh phải tham gia ý kiến đóng góp, nhưng không gian mạng không phải là nơi tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng, và đặc biệt là những cái diễn đàn ở hải ngoại, những cái thành phần bật bờ, ngày xưa là tay sai bán nước, bây giờ đi nhờ nó để cho cái xã hội Việt Nam tốt đẹp à, tốt đẹp bằng niềm tin. Đấy, cho nên là ngay những cái thành phần lên đó mà đã lên án này kia xuyên tạc đất nước, tài giỏi cỡ mấy cũng đều là sai, vì nó đã sai từ đầu rồi. Giờ anh sẽ đánh thẳng vào cái ý thức của nó, là ý thức con người nó không có rồi, đúng không? Giờ anh muốn thay đổi xã hội thì anh họp mà đại biểu họp tiếp xúc cử tri này kia, anh tham gia, anh đóng góp ý kiến, cái nguyện vọng của tôi như vậy, dân bên khu vực của tôi có nguyện vọng như vậy, đóng góp vào đúng nơi đúng chỗ à, thì mới đạt được cái hiệu quả cần thiết, mới mang tính chất xây dựng, họ mới tiếp thu ý kiến của anh. Còn lên không gian mạng và đặc biệt là tham gia những cái diễn đàn của thành phần chống phá đất nước ở hải ngoại mà anh bảo là anh muốn cho cái xã hội Việt Nam tốt đẹp, xã hội Việt Nam giàu mạnh lên, thì đó là cái việc là lao tét cái lời nói vô giá trị của bản thân của anh mà thôi. Cái đó là rõ ràng. Cho nên là nó cơ tài giỏi hay cỡ mấy thì anh, nếu mà dụ như là những cái vấn đề mà mình không biết thì mình đánh thẳng vào cái ý thức của nó, cái ý thức của nó là nó thua rồi. Nó vậy thôi. Mặc dù mình anh em mình lên đây bảo vệ có nhiều cái vấn đề không phải anh em mình đều biết, nhưng mà ý của anh em mình đó là muốn cái xã hội Việt Nam nó tốt đẹp, đó là cái nguyện vọng thực sự. Và cái việc mà đóng góp ý kiến của anh em mình sẽ diễn ra không phải là ở trên không gian mạng này, mà cái việc nó sẽ diễn ra ở những cái cuộc họp của từ khu phố, ấp, tổ cho tới xã phường, cao nữa huyện, tỉnh. Đấy, như vậy là thông qua những cái ý kiến tổng hợp từ những cái vị đại biểu mà mình cầm lá phiếu mình đi bầu cho họ đó, để họ đại diện cho mình, họ đề đạt cái ý kiến nguyện vọng của mình lên cấp cao hơn. Đó là cái việc làm đúng đắn và được pháp luật cho phép và như vậy, tạo điều kiện như vậy. Tại sao không làm? Thì anh đã sai ngay cái từ đầu, thì đó là chứng tỏ anh mang tính chất anh phá hoại, anh không phải xây dựng. Anh chỉ thành nhiều đó là đủ rồi. Còn lại thôi, nói chung là nếu mà em gặp Hùng Điêu Linh thì em cũng sẽ nói chuyện với hắn thích muốn nói cái chuyện gì em nói chuyện với hắn chuyện đó, không có vấn đề gì. Nhưng mà nó tóm lại là như vậy thôi. Vậy thì ở trên không gian mạng, anh em mình này, anh nói đi. Hùng Điêu Linh ấy là nó lợi dụng những cái này này, tức là
nó lợi dụng một vài cái trường hợp nó xảy ra ở trong xã hội. Mình thì cho rằng đấy là những cái trường hợp cá biệt, xong nó bắt đầu nó mới quy chụp cho toàn thể trên cái lãnh thổ Việt Nam gọi là 98 triệu dân này. Nó bảo một hai trường hợp, nhưng mà nó sau đó thì nó nói là đâu đâu cũng thế hả? Đấy. Thì đó, nó quy chụp là hiện tượng thành bản chất. Có điện thoại tí nhá, thôi xuống diễn đàn em nghe điện thoại cái. Chúc chào dạ, em nhé. Rồi chắc em cũng tắt đây. Nghỉ chút rồi, chắc kiếm chỗ ăn cơm, lát nữa về tới nhà thôi. Rồi bye, chào tất cả mọi người.